xin chào các bạn, hiện tại công ty mình đang có rất nhiều công việc hỗ trợ cho các bạn đi siêu và chuyển việc. Nội dung công việc hình thức phỏng vấn các bạn sẽ được tư vấn cụ thể khi các bạn tham gia buổi CCMK của công ty bên mình. Buổi CCMK của công ty bên mình diễn ra từ thứ hai đến chủ nhật, thứ hai, thứ tư, thứ sáu từ 11 giờ. Thứ ba, thứ năm, thứ bảy, chủ nhật từ 14 giờ. Mỗi buổi CCMK của bên mình sẽ giới thiệu khoảng 20 công ty trở lên. Nếu các bạn quan tâm, các bạn hãy liên hệ đến số điện thoại 0362068058 để được biết thêm thông tin cụ thể. Ví dụ như hiện tại của công ty bên mình đang có đơn hàng về IT, địa điểm làm việc tại Tokyo, số lượng là 3 người, mức lương khởi điểm là 18.6 sen, chế độ lương thưởng bảo hiểm đầy đủ, nội dung công việc là sửa chữa những vấn đề liên quan đến phần mềm cho khách hàng. Nếu các bạn quan tâm đến đơn hàng, hãy liên hệ đến số điện thoại 0362068058 để được hướng dẫn. Xin cảm ơn.